Xin chào tất cả các bạn, mình là Thanh đến từ Dũng Body Và ngày hôm nay trong clip này hãy cùng mình bỏ túi nhanh 5 mẫu ngữ pháp của N3 Nhà, những cái mà được sử dụng rất là nhiều trong cuộc sống hàng ngày nhá và trước khi vào clip thì có một điều mình muốn chia sẻ với các bạn đó là theo như mình nghĩ ấy, thì khi mà các bạn học bất kỳ một ngoại ngữ nào cũng thế thôi cái việc mà để chúng ta có thể ứng dụng được một phần trăm những cái từ vựng hay là những cái mẫu câu mà các bạn đã học được từ trong sách ra ngoài thực tế hàng ngày ấy, thì gần như nó là một điều không thể mọi người ạ bởi vì sao bởi vì mỗi một chúng ta ấy, thì sẽ được à, gọi là sống trong một cái môi trường làm việc hay là một môi trường sinh hoạt khác nhau và tùy trong từng cái môi trường đấy thì cái 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 khối lượng cái phạm vi từ vựng hay là những cái cách nói mà các bạn có thể tiếp xúc hay là những cái mà các bạn cần phải mang ra sử dụng thì nó sẽ khác nhau. Thế nên là mình vẫn thường khuyên học sinh của mình đó là để mà chúng ta có thể cảm nhận được rõ nhất và nhanh nhất cái sự tiến bộ trong việc học tiếng Nhật của mình á thì trước tiên hãy bắt đầu bằng việc đó là sử dụng hay là ghi nhớ đã ghi nhớ và sử dụng thật là thành thạo tất cả những cái mẫu ngữ pháp Những cái cách nói, những cái từ vựng Mà trước tiên là cần thiết trong cái cuộc sống hàng ngày của các bạn đi đã Nhớ Hay, Và ngày hôm nay thì sẽ có 5 mẫu câu Mình rút ra từ trong chương trình dạy online N3 Của trên website Dũng Modi à, Đây là năm cái cách nói mà theo như quan sát của mình à, Với trong rất là nhiều những cái văn cảnh tiếp xúc với người Nhật Thì mình thấy là cái tần suất sử dụng của nó rất là nhiều Mẫu ngữ pháp đầu tiên này cực kỳ quen thuộc nha Đó là vete moi hay là venakte moi Trong văn nói các bạn còn có thể bỏ cái từ mộ đi cũng được nha Vete hay là venakte à, Cái này có nghĩa là gì nhỉ? Làm cái này cũng được hay là không làm cái này cũng được Và câu hỏi thì mình sẽ hiểu là làm cái này có được không ạ? Đúng không? Thì bây giờ rất là đơn giản trong cuộc sống hàng ngày Bây giờ trong công việc các bạn có cái điều gì mà các bạn không hiểu chẳng hạn Các bạn quay sang mạng hỏi senpai Simasen cho tổ kỳ tê mô y desu ka? Cho kỳ tê mô y desu Hoặc là Cho tổ kỳ tê chút desu ka? Cho kỳ tê y desu Ok? Hoặc là bây giờ mình nhìn thấy đứa đồng nghiệp Nhìn nó mệt mỏi quá rồi mình bảo là gì nhỉ? Thôi nếu mà đã mệt rồi đúng không? Lúc mà mệt rồi thì không cần phải cố quá cũng được Nghỉ một tí đi Đúng không? Thì các bạn nói như nào nhỉ? Không cần phải cố quá cũng được Áp dụng luôn nào Mưu đi ni shinak te mô y desu Ok? Mưu đi ni shinak

はいもし、イソガシヨデスタしアスタデモ、カマイマセン。いません、ジャー ?2 ラームルもし忙しいシヨデスタラ、アスでデモ、カマイマうン。カワンネジャーカタイコチョネヨっウネイチェンザウィンティナー夕方モイですか。 giáo viên vẫn dùng là demo i desu ka? Ok, thì còn bạn ở dưới bạn sinh viên bạn nói lại với cả giáo viên sẽ là gì nhỉ? Asta demo kamaimasen thì ngoài cách nói là demo i thì khi mà các bạn muốn dùng với đối phương là người gọi là lịch sự tức là thể hiện cái sự kính trọng, sự lịch sự với người ta ấy, thì các bạn có thể dùng cách nói thay cái từ y thành là gì nhỉ? Kamaimasen Nha Đấy tóm gọn rất nhanh cái ngữ pháp đầu tiên đó là như vậy nhá cách nói số 2 đó là nada thì cái này về cơ bản chúng ta sẽ dịch là nếu đúng không nếu à, tuy nhiên trong cái cái nếu này nó có bốn cái sử dụng cho mọi người ạ Và mình sẽ bổ nhỏ ra cho các bạn để các bạn hình dung cho nó dễ nhá Cách nói đầu tiên nó sẽ thường dùng để nói về những Gọi là những cái năng lực của bản thân Hay là những cái trải nghiệm gọi là cái kê ken Những cái mà các bạn đã từng trải qua Ví dụ như này, bây giờ mình hỏi đứa bạn nhá ừ. à, Mày có hay đi du lịch nước ngoài không đúng không? Ok, hay Thì mình sẽ trả lời gì đây? Eto, Europa, America, Tokawa, Itakoto nai kedo căng Quốc Thái Nara, có Các bạn nghe được không? Um, Gan Thai có đi Nói về những cái trải nghiệm bản thân đúng không? À, nếu như là um, gì đây, Mỹ hay là Châu Âu tôi chưa có đi bao giờ, thế nhưng mà uh, nếu như là uh, Hàn Quốc hay là Thái, tôi cũng đã từng đi rồi. Đấy nhá, thì đây là một cái ví dụ đầu tiên. Ok, cách sử dụng số 2 đó là khi mà trong một cuộc hội thoại, mình nghe đối phương họ nói đến một chủ đề nào đấy và mình bắt theo cái chủ đề đấy và mình đưa ra lời khuyên cho họ hình dung dễ nhất các bạn nghe hội thoại nha ví dụ cô bị tổ hoshi ôi dồi mình muốn có người yêu quá và bây giờ đối phương nghe nghe cái câu đấy mà bắt luôn này à cô bị tổ hoshi nà là sắc rồi thì hai đổ Ờ, ờ, nếu như mà mày muốn có người yêu đúng không thì thử đi vào mấy cái câu lạc bộ xem sao đúng không cô ấy biết tổ hồ xin ok bắt theo cái chủ đề bên trên sao cứ để nhỉ hay ta là đổ sao cứ để nhỉ ta là đổ Ok, thì thử vào các câu lạc bộ xem sao Đưa ra lời khuyên Ok, cách nói số 3 thì nó cũng gần gần giống với cách nói số 2 Nhưng mà không hẳn là về sau là phải đưa ra lời khuyên Mà ví dụ như là mình lấy theo một cái chủ đề mà cái người đằng trước vừa nói Xong rồi mình đưa ra một cái thông tin nào đó Ví dụ như này nhá À đấy, Hayashi san wa Ok, dừng một giây xong rồi Hayashi san nara saki kaita yo Ok đà. À nếu như mà là anh Hayashi á thì vừa nãy anh ấy về rồi thì bạn nghe nhá. Ừ. À, đấy, Hayashi sang wa bắt theo cái câu đấy đúng không? Và đưa ra thông tin này. Hayashi sang nara sakki kaetta yo. Ok. Đấy thì vừa nãy về rồi chẳng hạn. Và trường hợp số 4 cuối cùng đó là dùng trong những trường hợp giả định. Ví dụ như là nếu mà không muốn đi thì không đi cũng được. Sẽ gì nhỉ? Ikitaku nai nara ikanakute mo ii desu. Ok. Hay nai nara ikanakute mo ii desu. Ok chưa nào? Rồi, đấy là mẫu ngữ pháp số 2 Nada, nha Cách nói số 3 là cái ngữ pháp mà các bạn đã học suốt từ hồi sơ cấp rồi đấy Đó là Vetekuru Ok, thì cái Vetekuru này thì uh, nó có rất nhiều cách sử dụng Nhưng mà hôm nay thì mình chỉ nói ra hai cách sử dụng mà được dùng rất nhiều nha Thứ nhất đó là thể hiện sự thay đổi Thay đổi, ví dụ như thế nào <laughs> à Ok, các bạn nghe được không? Ok, Ok, đó là gì nhỉ? Dạo gần đây trời lạnh lên rồi nhỉ, đúng không? Hay là những người Việt Nam đến Nhật thì dạo gần đây nhiều lên cũng là một sự thay đổi đúng không? Sẽ là gì nhỉ? Ừm, Nihon ni kuru Vietnam jin ga ooku natte Ok, natte kita. Các bạn nghe chưa? Natte kita. Ok, đây, đấy là một cái đầu tiên nói về sự thay đổi nhá Cách sử dụng số 2 đó là nói về sự di chuyển mọi người ạ à. Di chuyển như thế nào? Di chuyển đầu tiên đó là mình đi đâu đó xong mình quay về Thì ví dụ nhá, trong nhà chuẩn bị làm party mà hết bia chẳng hạn Vậy là anh chồng bảo là em ơi, anh ra ngoài combini mua bia về nhé Đúng không? Thì mình sẽ nói là gì nhỉ? Ah, à, chút tổ combini de bia kattekuru Ok, kattekuru, mua xong về nhá và một sự di chuyển khác, ví dụ như là có một cái gì đó nó chạy về phía của mình Ví dụ như con chó, nó chạy về phía của tôi chẳng hạn Sẽ là gì đấy nhỉ? Wan chàng ga watashi <laughs> no hou e hashite kita hashite kita Các bạn nghe chưa? Hashite kita là chạy về phía mình Thì đấy là cái cách nói, à, hách nói của à, tekuru dùng rất nhiều Các bạn đã dùng quen cái này chưa? Quen rồi thì bấm like đã nhá <laughs> Xong nghe tiếp nha Mẫu ngữ pháp số 4 À, mà mình thấy dùng rất là nhiều Đó là tệ Thì à, bản thân cái ngữ pháp này Nó đã có rất là nhiều cách sử dụng trong chương trình học thứ ba rồi Nhưng mà có một cách sử dụng mà nó được dùng Rất rất nhiều đó là Thay cho trợ từ hoa Ở sau cái chủ ngữ ở trong câu Thì à, Không phải là cái câu nào nó cũng dùng nha Nhưng mà nó dùng rất nhiều trong những cái trường hợp Ví dụ trong một cái câu mà khi mà các bạn muốn à, Thông báo Hay là một cái thông tin nào đó cho người khác chẳng hạn Bây giờ ví dụ hội buôn chuyện chẳng hạn Nghe nói là hai đứa kia ngày xưa nó hẹn hò với nhau đấy Ừ, thì mình sẽ nói gì nhỉ? sa, <laughs> Các bạn nghe được không? sa Cái sa là cái cách nói ngắt ngắt kiểu người Nhật thôi Còn cái thêm cái từ Ano futari futari Xong rồi thêm đúng không? có thể thêm xa cho nó Tự nhiên đúng không? Ano sa, ta mitai desu yo Ừ, nghe nó là hai đứa ngày ngày xưa nó hẹn hò nhau đấy. Thì đây là khi mà trong trường hợp mình muốn nói một cái thông tin nào đó cho người khác nghe nhá, hay là trong trường hợp khi mà các bạn muốn uh, thể nói ra một cái câu mà thể hiện cái sự gọi là trong tiếng Nhật dùng một từ kênh đúng không? Là cái sự mà các bạn nhận ra một cái điều các bạn nhận ra một cái điều mà các bạn phát hiện thấy. Ví dụ như thế này, ừ, ví dụ bây giờ các bạn nhìn khuôn mặt của một em bé đúng không các bạn, các bạn thốt lên rằng bạn nhận ra một điều. Đấy các bạn ạ. Wow, khuôn mặt cười của một em bé Chỉ cần nhìn thôi là thấy kiểu Nhẹ nhõm trong lòng đúng không Cái dùng cái từ nhẹ nhõm, thoải mái, an ủi trong lòng Chúng ta có dùng một từ rất hay đó từ Iyasareru <laughs> Iyasareru Nha <laughs> Hay thì bên mình sẽ nói như nào nhỉ Kodomo no egao te Miru dake de Honto ni ne Ok Honto ni ne Được chưa Rồi Kodomo no egao te Miru dake de Honto 癒されるね OK hoặc là khi mà các bạn nói một câu mà các bạn muốn tìm đến cái sự đồng tình của đối phương chẳng hạn bây giờ ví dụ hai đứa đi ăn ở trong nhà hàng đúng không ngồi ăn à, <cười> 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 OK thì bây giờ mày mày cái đồ ăn của cái cửa hàng này rẻ mà ngon nhỉ đấy khi mình nói câu đấy là mình muốn tìm đến cái sự đồng tình của đối phương nhá. của no Ok. Yasui kedo, keko oishii ne. Ok hoặc là dùng trong những cái câu hỏi đến đối phương bình thường thôi. Ví dụ, "Kore tte taberaremasu ka?" "Kore tte taberaremasu ka?" Ok Nhưng mà với cái cách nói T mà thay cho what này thì các bạn nhớ lưu cho mình nhá. Nó không phải là các bạn hãy nhớ là dùng trong những cái câu kiểu như là khi mà nói cho đối phương một cái thông tin nào đó hay là nói về những cái phát hiện của bản thân hay là những cái câu hỏi mà cần sự gì nhỉ? Cần sự đối đáp trong những cái văn cảnh cai qua bình thường. Còn những cái câu mà trong kiểu jikosho kai, ví dụ như là watashi wa betonamujin thì không nói là watashi te betonamujin không có nói như trong những trường hợp như vậy nhá. Thì trong những câu như vậy mà cũng dùng te thì cảm giác nghe nó rất là không tự nhiên nên các bạn lưu cho mình cái này nhá. Ok và ngữ pháp cuối cùng mình thấy dùng rất nhiều đó là V chưa thể ba cộng với y. Nó dùng trong hai nghĩa. Nghĩa đầu tiên đó là thể hiện những cái mong muốn của bản thân, ví dụ như là uh, hatarakanaide okane ga no na. Các bạn nghe chưa? okane ga no ii no ni na. Đấy, thêm cái từ nó ni na vân vân đấy để thể hiện như kiểu là uh, cảm thán, nguyện vọng của bản thân mình tự nói với mình đúng không? Hatarakanai de okane ga morai ba ii no ni na Đấy, kiểu kiểu như vậy nhá Hoặc là cách sử dụng số 2 Đó là dùng trong câu đưa lời khuyên bình thường thôi Đúng không? Sonna ni iya nara yamete ba ii nja nai Sonna ni iya nara yamete ba ii nja nai nếu mà ghét đến mức như thế thì bỏ cũng được mà đúng không không cần phải cố làm gì đấy nhá thì câu đưa ra lời khuyên là như vậy được chưa Đấy thì như vậy là hôm nay clip hơi dài một tí nhưng mà chúng ta lướt rất nhanh được 5 ngữ pháp mà mình thấy dùng rất là nhiều Các bạn trong cái lúc học các bạn Mường tượng được ra là Mình sẽ áp dụng trong những hoàn cảnh nào Trong cuộc sống của mình chưa Nếu mà tưởng tượng luôn ra được cái hoàn cảnh nào Mình sẽ dùng những cái câu mà hôm nay trong clip này Vừa học cùng với mình Thì các bạn hãy comment xuống nhé Đặt vài câu cho mình xem nào nhá Và um, bằng cách này mình hy vọng rằng Các bạn sẽ mỗi ngày mỗi ngày Giỏi tiếng Nhật thêm một tí Và thống kê lại nhá Ngữ pháp đầu tiên đó là gì nhở Đó là temoi hay là nak temoi Lịch sự hơn sẽ là demo kama wa nai nhé, kamaimasen. Ok. Ngữ pháp số 2 đó là nara, có bốn cách dùng nhỉ. Ngữ pháp số 3 đó là te hai cách nói, dùng nhiều nhất đó là thể hiện sự thay đổi và thể hiện sự di chuyển. À, ngữ pháp số 4 đó là thay cho wa ở trong những cái câu văn à có mấy cái câu kiểu câu mà mình đã nói rất kỹ trong clip. Nếu mà quên thì xem lại nha. Và cách dùng cuối cùng, ngữ pháp cuối cùng đó là ba i. Ờ, thể hiện mong muốn của bản thân đúng không hay là gì hay là à, đưa ra lời khuyên cho đối phương nhá nhớ mong ra ứng dụng thật nhiều nha và sắp tới cuối tháng 2 này à, mình cùng với thầy Dũng thầy nghĩa và cô Hiền sẽ mở những cái lớp vip 500 à, học trực tiếp qua zoom một tuần 3 buổi nếu như bạn nào mà cảm thấy tự học còn đang rất khó khăn và đặc biệt là các bạn đang học khóa học online ở trên website Dũng mua đi thì các bạn hãy đăng ký học cùng với bọn mình trong à, khoảng độ 4 hay 5 tháng gì đấy để Sẵn sàng tiếp sức à, bước vào Kỳ thi tháng 7 2022 sắp tới nhá Từ N3, N1 tuần Ok và hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip tiếp theo Và rất là hy vọng nếu có dịp chúng ta hãy gặp lại nhau Ở trong các lớp học trực tiếp cùng với Mình tại Dũng Mô Đi nhá Xin chào và cảm ơn các bạn đã xem đến cuối clip Bye bye